Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, em giải thích một số các bác hay hỏi về cái dòng mic KTV của nhà em, là các bác có giọng cao, giọng thấp, hay giọng trầm đấy, giọng thổ, giọng kim, là có hợp với dòng mic này không? Thì hôm nay em sẽ giải thích cho bác luôn. Dòng mic KTV thì nó sẽ có giải bát này, giải gọi là giải bát này, giải thấp đấy, giải trung, giải tép, nó đều cả ba giải. Nên khi mình hát nó rất là hợp với những cái giọng của nhà mình, nên nó không bị kén giọng. Riêng dòng mic karaoke của KTV. Còn trừ khi anh em mà mua dòng mic hát văn thì phải cần tư vấn thêm. Các bác có nhu cầu dùng mic hát văn thì phải điện đến để em nghe giọng thì em sẽ tư vấn thêm. Và hơn nữa, họ đặc thù một số anh em có những cái giọng nó đặc thù hơn nữa, thì khi anh em điện đến thì em sẽ vừa nghe giọng vừa tư vấn được là tốt hơn. Vì em đã làm cái dòng mic cấu dây của KTV này từ rất lâu, cái số lượng đi thì nó thực sự là rất là nhiều, số lượng anh em tâm là lên hàng trăm cái mỗi năm là điều đương nhiên, nên em có rất nhiều kinh nghiệm. Khi em chuyển đi thì sẽ được những khách hàng phản hồi về, cũng như cá nhân em đã làm nghề thì có trải nghiệm thì sẽ biết được cái nó ở cái mức tần số như nào, thì mình sẽ tư vấn khách rất là đúng đắn thì thôi. Còn nếu như các anh em nào mà cần tư vấn sâu thì có thể điện trực tiếp cho em, hoặc các bác nào mua sản phẩm này thì cũng điện trực tiếp cho em qua số máy 0904612323. Còn những anh em nào có những cái kinh nghiệm mà nhiều hơn về dòng mic này thì có thể comment ở dưới để anh em mình cùng học hỏi của nhau, trao đổi kiến thức của nhau và để cho cùng cộng đồng xem để cho nó hiểu thêm về dòng mic. Và em xin phép dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con và miền Tổ quốc đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio.